Như vậy là trong phần này thì chúng ta đã tìm hiểu về khái niệm về Class Interface cũng như các Assemblifier. Chúng ta cũng tìm hiểu về cách tổ chức Package. Và chúng ta cũng đã tìm hiểu bốn đặc tính lập trình đối tượng của Java bao gồm Inheritance, Abstraction, Encapsulation và Polymorphism. Mình hy vọng là các bạn nắm được những cái concept này bởi vì nó là những cái nền tảng để sau này các bạn có thể tìm hiểu những phần khác trong Java.